Kính chào quý khán giả, cảm ơn quý vị đã chọn kênh STV và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thông tin dịch vụ thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021, như thường lệ chương trình sẽ được mở đầu với tiểu mục giá cả hôm nay. Giao sáng nay, theo ghi nhận của chúng tôi tại chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, giá cả tham khảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân như sau. Thịt heo nạc 80.000 đồng một ký, thịt heo đùi 70.000 đồng một ký, thịt ba rọi 80.000 đồng một ký, mỡ 50.000 đồng một ký, gà ta làm sẵn 110.000 đồng một ký, vịt làm sẵn 90.000 đồng một ký, trứng vịt 3.000 đồng một trứng, gà thơm ngon 17.000 đồng một ký, gà tài nguyên 16.000 đồng một ký, gà thái thường 14.000 đồng một ký, sữa ông thọ 20.000 đồng một hộp, cá lóc đồng 150.000 đồng một ký, cá lóc nuôi 70.000 đồng một ký, cá nục 45.000 đồng một ký, tép bạc thường 120.000 đồng một ký, tép bạc đất lớn 220.000 đồng một ký, bắp cải Đà Lạt 50.000 đồng một ký, bắp cải rẫy 30.000 đồng một ký, rau muống, dưa leo, bí đao 20.000 đồng một ký, đậu que 10.000 đồng một ký, cà chua Đà Lạt 35.000 đồng một ký, táo thường 50.000 đồng một ký, táo Mỹ 80.000 đồng một ký, nho thường 50.000 đồng một ký, nho Mỹ đen 190.000 đồng một ký, bưởi Nam Roi, bưởi da xanh 35.000 đồng một ký, dưa hấu 15.000 đồng một ký. Đến đây, chương trình Thông tin dịch vụ thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Nếu như có góp ý hay nhu cầu giới thiệu dịch vụ, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy 0299 6260 333 hoặc email thị trường sóc trăng@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.